Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là thông tin về tình hình tai nạn giao thông diễn ra trong ngày 17 tháng 2 do Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt, Bộ Công an cung cấp. Toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8 người, bị thương 9 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 21 vụ, làm chết 8 người, bị thương 9 người. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường bộ của Cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 3.512 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Sáng nay, đơn vị thi công tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã bắt đầu rào chắn, phá dỡ vòng xoay công trường Quách Thị Trang phía trước chợ Bến Thành để tiến hành thi công nhà ga ngầm trung tâm. Theo Ban Quản lý Dự án Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 1, đơn vị thi công chỉ rào chắn khu vực trước chợ Bến Thành, nhưng để có mặt bằng thi công phải phá bỏ vòng xoay Quách Thị Trang và trạm điều hành xe buýt. Bắt đầu từ sáng mai sẽ hạn chế các phương tiện qua khu vực này để phục vụ việc thi công. Theo quy hoạch của thành phố, sau khi hoàn thành ga ngầm Metro Bến Thành vào năm 2020, khu vực vòng xoay Quách Thị Trang được xây thành quảng trường hiện đại. Vị trí nhà ga là phía trước chợ Bến Thành và nối dài đến công viên 23 tháng 9, được xây dựng ở độ sâu khoảng 40 m dưới lòng đất. Ngoài chức năng đầu mối kết nối giao thông giữa các tuyến metro, nhà ga này còn có hệ thống thương mại dịch vụ với kinh phí đầu tư xây dựng gần 1 tỷ đô la Mỹ. Vòng xoay công trường Quách Thị Trang sẽ cùng với chợ Bến Thành là một trong những biểu tượng quen thuộc của người dân thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài. Công trình được xây dựng từ rất lâu, đến năm 1975 được đặt tên là vòng xoay Quách Thị Trang. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, với quyết tâm lập lại trật tự văn minh đô thị, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai hàng loạt biện pháp để giành lại vỉa hè. Nhiều ngày nay, người đi xe máy trên vỉa hè thành phố Hồ Chí Minh đã bị lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản xử phạt hành chính. Chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ chiều ngày 16 tháng 2, tại gần giao lộ Nguyễn Du, Cách mạng tháng 8, quận 1, lực lượng chức năng đã xử lý hàng trăm trường hợp xe máy chạy lên vỉa hè đi ngược chiều. Mỗi trường hợp vi phạm bị lập biên bản xử phạt với mức phạt là 350.000 đồng và bị tạm giữ giấy tờ xe hoặc bằng lái. Hầu hết các trường hợp vi phạm đều đã nhận được thức được hành vi sai phạm của mình. Và hiện nay, thực trạng người đi xe máy lên vỉa hè tại thành phố Hồ Chí Minh, nhất là trong giờ cao điểm, đang rất phổ biến. Việc xử phạt người vi phạm lỗi này được nhiều người ủng hộ. Chiều nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tổng kết công tác đảm bảo an toàn giao thông trong năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2017. Trong năm qua, tình hình giao thông tại thành phố có nhiều diễn biến phức tạp, số tiền phạt từ việc xử lý vi phạm giao thông lên đến hơn 300 tỷ đồng. Theo Ban An toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù đã tập trung thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đẩy lùi tai nạn, thế nhưng trong năm 2016, tình hình tai nạn tăng cả về số vụ và số người chết. Toàn thành phố đã xảy ra gần 4.000 vụ tai nạn, tăng hơn 200 vụ, làm 805 người chết, tăng 103 người so với năm 2015. Tình trạng ùn tắc giao thông diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Thành phố xảy ra 37 điểm đen về ùn tắc. Trong năm 2016, tổng số tiền phạt từ các vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông lên đến hơn 300 tỷ đồng. Trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý hơn 400.000 trường hợp, tạm giữ hơn 70.000 phương tiện, thu hơn 250 tỷ đồng. Thanh tra giao thông đã xử phạt 20.000 vụ vi phạm, nộp ngân sách hơn 66 tỷ đồng. Và thanh tra giao thông cũng đã trước tình trạng này, thì Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu Ban An toàn giao thông thành phố, Công an và Sở Giao thông Vận tải thực hiện quyết liệt các giải pháp làm sao để có thể kéo giảm tai nạn giao thông ở mức thấp nhất. Đồng thời cũng đẩy nhanh tiến độ các công trình chống kẹt xe ở các khu vực trọng điểm đang thi công, triển khai các dự án đã được phê duyệt, lập lại trật tự lòng lề đường, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Thưa quý vị, xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân thị xã Thuận An đã tuyên buộc Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Biên Hòa phải xin lỗi và bồi thường cho lái tàu hơn 270 triệu đồng. Tuy nhiên, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã quyết định nghị án kéo dài vụ ông Nguyễn Văn Túy, lái tàu trong vụ tai nạn cầu Gành năm 2011. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Biên Hòa, Đồng Nai yêu cầu bồi thường vì làm oan ông. Tòa sẽ tuyên án vào ngày 22 tháng 2 tới. Trước đó, tối ngày 6 tháng 2 năm 2011, ông Túy lái chính cùng phụ lái Nguyễn Xuân Phú lái tàu SE2 từ ga Sài Gòn đến ga Mường Mán, Bình Thuận. Khi đến gần cầu Gành, ban đầu xác nhận có tín hiệu đèn cho tàu vào cầu. Khi đến gần cầu, ông phát hiện ô tô kẹt trên cầu nên hãm thắng gấp nhưng không kịp. Tai nạn làm 2 người chết, 22 người bị thương. Công an thành phố Biên Hòa bắt tạm giam 4 nhân viên gác chắn, một nhân viên thông tin tín hiệu, một tài xế taxi, ông Túy và ông Phú. Sau đó, ông Túy bị khởi tố về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt và bị giam gần 300 ngày. Tháng 9 năm 2016, Tòa Nhân dân thị xã Thuận An xử sơ thẩm tuyên buộc Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Biên Hòa phải xin lỗi và bồi thường cho ông Túy hơn 270 triệu đồng, nhưng ông kháng cáo, yêu cầu tăng mức bồi thường lên khoảng 1,5 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã chính thức đề nghị chưa thí điểm triển khai ứng dụng GrabCar tại Đà Nẵng. Lý do là qua so sánh, hoạt động kinh doanh vận tải ứng dụng GrabCar với kinh doanh vận tải bằng taxi có nhiều điểm tương đồng. Cụ thể, đây là loại hình kinh doanh đều sử dụng ô tô dưới 9 chỗ ngồi, cùng phạm vi hoạt động, cùng hình thức gọi xe, giá cước hoặc là giá hợp đồng tính theo km lăn bánh. Về cơ bản, GrabCar hoạt động tương tự như kinh doanh vận tải bằng taxi đang được cấp phép hoạt động theo quy định của thành phố là 1.700 xe. Việc thí điểm GrabCar vào thời điểm hiện nay, theo Đà Nẵng sẽ làm gia tăng số lượng ô tô dưới 9 chỗ ngồi, làm vỡ quy hoạch phát triển mạng lưới taxi đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt, gây nên kẹt và ùn tắc giao thông. Đoàn tàu Cát Linh Hà Đông đầu tiên đã cập cảng Hải Phòng, đang làm các thủ tục thông quan để đưa về công trình. Còn 12 đoàn tàu sẽ chia làm 3 đợt, tiếp tục vận chuyển về cảng Hải Phòng trong thời gian tới. Được biết, nhà thầu sẽ mua sắm 13 đoàn tàu, trong đó đoàn tàu đầu tiên đã vận chuyển đến cảng Hải Phòng, đang làm các thủ tục hải quan để nhập cảnh, đưa về công trình. Vướng mắc lớn nhất hiện nay ảnh hưởng đến tiến độ dự án vẫn là vốn. Nguồn vốn đã có nhưng giải ngân có là những khó khăn trong việc tiến hành thủ tục tài chính liên quan giữa các bộ và China Exim Bank. Việc ký kết gia hạn hiệp định vay vốn tín dụng ưu đãi và ký kết hiệp định vay vốn bổ sung cần được tiến hành khẩn trương, đồng thời bổ sung kế hoạch vốn năm 2017 để đảm bảo nguồn lực tài chính thực hiện dự án. Hiện tổng thầu đang nợ nhà thầu phụ và nhà thầu cung cấp vật tư Việt Nam khoảng 310 tỷ đồng. Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Toyota vừa ra thông báo triệu hồi trên quy mô toàn cầu khoảng 2.800 xe ô tô thương hiệu Mirai chạy bằng pin nhiên liệu được sản xuất trong thời gian từ tháng 11 năm 2014 đến tháng 12 năm 2016 để sửa chữa một lỗi phần mềm có nguy cơ khóa hệ thống chạy bằng pin nhiên liệu hydro. Gã khổng lồ Toyota trình làng dòng xe Mirai vào cuối năm 2014 với mức giá khá đắt là 6,7 triệu Yên, tương đương với 58.000 đô la Mỹ, nhằm tiến sâu hơn vào thị trường xe thân thiện với môi trường. Mirai được Toyota tung ra sau khi hãng này đã ghi bàn thành công với dòng xe hybrid Prius kết hợp giữa động cơ thông thường với pin điện. Theo các chuyên gia, việc thiếu các trạm tiếp nhiên liệu hydro là chướng ngại vật chủ yếu đối với dòng xe pin nhiên liệu trong việc tiếp cận với người dùng. Thưa quý vị, ngay sau đây là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị mở thêm cổng ra vào sân bay Tân Sơn Nhất ở hướng quận Gò Vấp. Hiện tại, sân bay Tân Sơn Nhất chỉ có duy nhất một lối vào ra trên đường Trường Sơn, quận Tân Bình. Điều này khiến khu vực quanh sân bay Tân Sơn Nhất trở thành điểm nóng về kẹt xe của thành phố. Theo thống kê của thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ngày có hơn 30.000 lượt xe ra vào sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 22.000 lượt ô tô và khoảng 7.000 lượt xe máy, chưa kể lượng xe của hơn 10.000 nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất. Trước nguy cơ tai nạn khiển khách đi bộ ngang đường Võ Nguyên Giáp, đoạn qua cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cảng vụ hàng không miền Bắc vừa đề nghị xây dựng cầu vượt bộ hành tại đây. Trước đó, cuối năm 2016, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc đề nghị xây dựng cầu vượt cho người đi bộ tại lý trình km số 8+750, km số 9+500, km 10+100 trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn qua cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Quy mô cầu đáp ứng công suất khai thác trong tương lai với lưu lượng hành khách qua cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Kiểu dáng, kết cấu phải phù hợp với thiết kế hiện có và đồng bộ với tuyến Nội Bài, Nhật Tân. Sau một thời gian tạm ngừng hoạt động, tàu cao tốc cánh ngầm chạy tuyến Vũng Tàu thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức được vận hành. Theo đó, hành khách sẽ được đi trên tàu cánh ngầm đóng mới hoàn toàn và chỉ mất 1 giờ 30 phút để đi hết chặng đường sông dài gần 90 km, rút ngắn cả thời gian lẫn khoảng cách so với đường bộ. Tàu có sức chứa 44 khách, vận tốc trung bình từ 50 đến 60 km/h. Giờ tàu xuất ở hai đầu bến cảng Nhà Rồng, thành phố Hồ Chí Minh và bến cảng Cầu Đá, Bà Rịa, Vũng Tàu là 8 giờ, 10 giờ, 12 giờ, 14 giờ và 16 giờ hàng ngày. Bộ Giao thông Vận tải đã chính thức lên tiếng bác bỏ đề án thí điểm kinh doanh theo hợp đồng điện tử của Uber tại Việt Nam. Đại diện đơn vị này khẳng định không cấm và luôn khuyến khích Uber. Tuy nhiên, trong khi ứng dụng tương tự là Grab vẫn hoạt động bình thường, thì Uber tiếp tục bị gây khó khăn để khiến cho nhiều người nghi ngại về tính minh bạch và quan điểm cấm hay quản của cơ quan nhà nước với ứng dụng này. Anh Vĩnh tham gia vào ứng dụng gọi xe của Uber đã được hơn 1 năm. Và lái xe theo dịch vụ Uber là công việc mang lại thu nhập chính và ổn định cho anh và gia đình. Tuy nhiên, những ngày gần đây, thông tin đề án của Uber bị Bộ Giao thông Vận tải cấm, Uber có thể sẽ phải dừng hoạt động đã tác động rất nhiều đến một tài xế như anh. Tâm lý có một cái ảnh hưởng hay là hoạt động của anh ảnh hưởng gì không ạ? Nói chung là cũng có, vì một số anh em thì đầu tư mua xe để đi làm, mà bây giờ mà cấm thì cũng anh em cũng gọi là khó khăn. Bây giờ thấy thế thì cũng hoang mang, lo lắng. Tất nhiên là bọn mình sẽ mong sáng tỏ để bọn mình còn có cái công việc thêm. Ứng dụng gọi xe Uber và Grab cùng xuất hiện tại Việt Nam vào năm 2014. Để gia nhập, người dùng cần một chiếc điện thoại thông minh, đăng nhập ứng dụng, cập nhật điểm đi, điểm đến. Lập tức, ứng dụng sẽ tìm một tài xế gần nhất đến đón hành khách. Thông tin về tài xế, lộ trình, số tiền cũng được hiển thị. Đây có thể coi là một cuộc cách mạng của thị trường taxi Việt Nam. Thì ở đây nó có một cái sự gọi là linh hoạt mềm trong các đầu tiếp nối, và từ đó nó tạo ra một cái sự tìm kiếm và tương tác cũng như thích ứng nhanh hơn các cái cung cầu về mặt vận chuyển. Và cuối cùng chúng tôi cho rằng là xét về mặt tổng thể xã hội thì đây là một cái phương thức tốt để nó giúp các cái hình thức vận tải taxi khác phải cạnh tranh, phải thay đổi để mà giảm thiểu chi phí, có lợi cho khách hàng và từ đó có lợi chung cho xã hội. Uber là một ứng dụng chiếm được nhiều thiện cảm, nhưng cũng gặp không ít thị phi tại thị trường Việt Nam. Ngay từ khi xuất hiện, Uber tự nhận mình là giải pháp công nghệ, ngành kết nối vận tải. Trong khi đó, các cơ quan nhà nước lại cho rằng đây là một loại hình vận tải. Uber đã gửi đề án thí điểm để hợp pháp hóa hoạt động của mình tại Việt Nam. Tháng 11 năm 2015, họ bị Bộ Giao thông Vận tải bác đề án thí điểm lần 1. Sau rất nhiều lần chỉnh sửa, đàm phán, tháng 2 năm 2017, Uber tiếp tục bị đơn vị này bác đề án thí điểm lần 2. Cái sự trái luật nó chỉ nằm ở chỗ là có những đơn vị hoặc là cá nhân sử dụng cái xe của mình chở hành khách thu tiền, có nghĩa là đang thực hiện kinh doanh vận tải nhưng không báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước, không có sự cấp phép của cơ quan quản lý nhà nước về vận tải, không được dán phù hiệu lên xe và thực hiện không đúng những quy định về vận tải thì như thế mới là sai. Và cái sai này là sai của các đơn vị kinh doanh vận tải và các lái xe. Ngành kết nối vận tải hiện tại chưa có trong cái khung pháp lý hiện tại và đồng thời cũng không nằm trong cái danh mục mà luật pháp cấm. Tuy nhiên có một cái nhu cầu rất là bức thiết, đó là phải có thực tiễn và có được cái hành lang pháp lý phù hợp để quản lý những cái dịch vụ vận tải nằm trong để hỗ trợ về dịch vụ kết nối vận tải này. Trong khi Uber đang loay hoay với việc làm sao để được thừa nhận pháp lý rõ ràng tại Việt Nam, thì đề án thí điểm của Grab đã được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận. Đồng nghĩa, thế cạnh tranh, minh bạch của thị trường đang bị phá vỡ. Trước khi tất cả ngã ngũ, thì Uber Việt Nam với hàng vạn lái xe đang phải hoạt động trong sự thấp thỏm. Không biết làm nào. Là cái xe đấy là xe hợp đồng, nhưng trên xe lại không có một cái hợp đồng vận tải thực sự được ký kết giữa giữa đơn vị kinh doanh vận tải và cái hành khách thì sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng. Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, nhưng giá cước taxi lại nằm trong top cao nhất thế giới. Cái mà người dân cần là được đi xe với giá thành rẻ hơn, thuận tiện hơn, chất lượng tốt hơn. Uber đã và đang làm được điều đó. Việc còn lại của cơ quan nhà nước là giúp đỡ để cho những ứng dụng như Uber, Grab để mang lại lợi ích cho người dùng. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.